quý vị đang đi cùng bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News, phong cách khai trí dân tộc chỉ dựa vào sự tỉnh thức của các bạn. Và đây là phiên bản hình ảnh âm thanh chất lượng 4K. Bản tin hôm nay gồm có các bài viết vui buồn chuyện ngoại giao, bài viết của Đỗ Cao Sang, phát thanh viên Cẩm Mỹ, bò đỏ Trần Thế Trung, một bài viết của tác giả Cà Phê Cù Búa, phát thanh viên Hoa Chi, cập nhật thông tin về tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa theo nguồn từ RFA, phát thanh viên Phước An. Sau tuyên bố của cảnh sản, một bài viết của Nguyễn Hiền, phát thanh viên Hoa Chi, nét kiểu ta nơi thiên đường, một bài viết của Nguyễn Thùy Dương, phát thanh viên Phước An, vì sao dân Việt Nam vô cảm, một bài viết của Dương Hoài Linh, phát thanh viên Nam Hà, kinh tế tàu cộng đang sụp đổ hệ thống, một bài viết của tác giả nhà báo Trần Hùng, phát thanh viên An Điền. Xin mời quý vị đi cùng bản tin với phát thanh viên Cẩm Mỹ, Hoa Chi, Phước An, Nam Hà, An Điền và Trần Vũ Anh Bình. Mến chào quý bà con cô bác từ quốc nội ra tới hải ngoại đang đi cùng bản tin ngày 25 tây tháng 9 2019. Vâng, chào quý vị. Thưa quý vị, hôm qua tới hôm nay thì chúng ta có những nụ cười mỉa mai cho cái thể chế cầm quyền cộng sản tại Việt Nam vì một số vị lãnh đạo cao tháp tùng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi sang Hàn Quốc như thế nào, họ lại chọn cái phương án tào thị ở lại bên Đức Hàn Quốc. Vâng, thực sự mà nói đó là cái hình ảnh rõ nét nhất, nhưng mà trong cái guồng máy này thì chắc chắn rằng đa số những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã ý thức được cái sự độc tài này như thế nào, và họ biết được rằng cái tương lai vận mệnh của họ ra sao và cả cái dân tộc này nữa. Nên cái phương án tào thị khi có cơ hội thì buộc lòng họ phải chọn để bảo toàn cái tính mạng của họ. Vì thế bản tin đầu ngày cũng một cái nét nào đó cập nhật về những cái sự phân tích từ tác giả Đỗ Cao Sang nói về cái khía cạnh của những người đang cầm quyền tại Việt Nam. Vâng, xin đi qua bài viết vui buồn chuyện ngoại giao, phần điểm tin cùng với phát thanh viên Cẩm Mỹ. Xin mời quý vị điểm tin. Tuổi Trẻ Yêu Nước News xin kính mời quý vị và các bạn đến với bài viết vui buồn chuyện ngoại giao trên Facebook của Đỗ Cao Sang. Tôi có nhiều người quen làm trong ngành ngoại giao, già có, trẻ có, to có, nhỏ có, nên viết bài này khá động chạm. Có gì không phải, mong các bác hiểu là chắc nó chừa mình ra. Từ rất lâu, rất nhiều người Việt Nam, trong đó có tôi, luôn trân trọng và ngưỡng mộ cán bộ ngoại giao và ngành ngoại giao. Trước đây, mấy tiếng quan hệ quốc tế, nhà ngoại giao, đại sứ, tùy viên, tham tán, đối với tôi có sức hấp dẫn kỳ lạ. Tôi từng ao ước được hoạt động trong ngành này và học tiếng Anh cũng hồng để được làm trong ngành này. Nhưng khi đi ra nước ngoài, tiếp xúc với anh chị em Việt Kiều, chứng kiến cuộc sống và công việc của dân ngoại giao, tôi hiểu rằng mọi thứ không thơ mộng và cao cả như tôi tưởng. Nhất là nghe chuyện cụ Vũ Khoan đi khất nợ các nước lớn mà ứa nước mắt. Phần đa số để kiếm được chân tùy viên, tham tán hoặc đại sứ, cán bộ ngoại giao của ta phải bỏ ra một lượng tiền chạy chọt tầm dăm tỷ. Khi sang đến nơi, nhiệm vụ đầu tiên của họ là thu hồi vốn và mong có lãi. Cuộc chơi đại sứ là cuộc chơi cả đời, nên chi phí cơ hội cao lắm. Họ có những trò kiếm tiền rất cò con và bẩn thỉu mà mấy người bạn tôi ở châu Phi nói ngoài sức tưởng tượng, bẩn đến mức không dám kể ra đây. Gia hạn visa, cấp hộ chiếu là một trò làm tiền điển hình. Cái này cũng giống như cò công chứng, cò giấy tờ, sổ đỏ ở trong nước vậy. Ngoài ra, họ còn kinh doanh, mua bán hàng sắp tay, lợi dụng quyền lợi đặc biệt cho cán bộ ngoại giao. Họ được mua hàng ưu đãi, ít bị tra khảo hải quan nên thường xách hàng về bán. Trong đó, đương nhiên, thỉnh thoảng có cả hàng cấm như ngà voi, sừng tê. Còn thuốc lá và rượu thì quá thường. Họ còn nhờ những sinh viên trẻ chuyển đồ về giúp. Hàng ghim chặt, kín mít, rất nặng. Sinh viên chỉ việc chuyển về mà không biết có gì bên trong. Tôi đã bị dính chưởng một lần do non nớt và cả nể. Khuyến cáo cho các bạn trẻ, nếu có cán bộ ngoại giao nào nhờ chuyển đồ về nước thì nên từ chối thẳng thừng. Rất có thể bạn ngồi bóc lịch
còn kẻ chủ hàng thì phủi tay làm ngơ. Đừng tin cán bộ đảng hay nhà nước gì cả, vì tiền với họ là số một. Thêm nữa, để nhanh hoàn vốn, cán bộ ngoại giao của ta còn đưa vợ con, người thân sang lao động để kiếm thêm. Một ngày làm cửu vạn ở Tây thì bằng giáo sư của ta làm quần quật cả tuần, nên cách này cũng đem lại lợi nhuận đáng kể. Cách kiếm tiền nữa là khai gian chi tiêu. Ví dụ thế này, bạn dùng văn phòng phẩm chưa hết, nhưng báo cáo là đã hết rồi. Đãi khách hết 10 Mỹ Kim thì báo cáo là hết 20 Mỹ Kim. Trồng cần sa trộn, buôn vây cá mập, Hàn Quốc cấm, thì chỉ có dân trong nghề mới biết là nó phổ biến như thế nào với dân ngoại giao ở châu Phi. Miễn bàn thêm, vì sao vậy? Vì luật pháp ở châu Phi rất yếu, cảnh sát và buôn lậu là một phường làm ăn chung, ai đi châu Phi đều thừa nhận điều này. Thì ra, ngoại giao hay đại sứ cũng chỉ là một nghề kiếm tiền như bao nghề khác, không có gì lung linh và thiêng liêng cả. Cái khổ là chúng ta tự khoác lên nó tấm áo hào nhoáng để rồi thất vọng mà thôi. Tôi nói có sách, mắt có chứng. Xin mời các vị ngoại giao nhảy vào và phản biện, chất vấn. Trân trọng. Mọi người hãy đọc để hiểu tại sao tôi không mặn mà gì với ngành ngoại giao nữa, mà tha thứ cho tôi. Từ đáy lòng, tôi không muốn làm đứa con thất cướp, không có liên lạc gì với quá khứ của giống nòi. Nhưng ngẫm thế cuộc, La Sơn Phu Tử đúng là bậc minh sư, chỉ điểm đáng theo nhất lúc này. Giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân có khó lắm không? Khó vô cùng. Nếu quý vị chờ 500.000 quân Mỹ trở lại, nếu quý vị hy vọng các cuộc biểu tình nhỏ lẻ của dân hy sinh trong nước, nếu quý vị chờ ai đó thành lập quân đội, nếu quý vị chờ đợi nhóm bí mật xử lý vài tên cộng sản ác ôn, nếu quý vị hàng ngày ngồi uống cà phê nghe live chửi Việt Cộng, dễ vô cùng. Nếu quý vị tập trung lấy nhu thắng cương lớn nhất trong lịch sử, nếu Facebook, website, email, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt tập trung bình luận góp ý kêu gọi một cuộc chiến không tẩm máu, nếu cả nước chuẩn bị gạo, nước, đường, mắm muối đủ dùng cho gia đình trong một tháng, tâm khoảng cần 50% đình công bãi thị, không đi học, không đi làm, không đi chợ, chừng ấy mới thấy cánh cửa tự do, dân chủ, nhân quyền hé mở cho dân tộc Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, kể từ ngày hôm nay thì bản tin thường nhật của Tuổi Trẻ Yêu Nước News sẽ có những cái sự thay đổi nho nhỏ về phần kỹ thuật dẫn tin. Thì như những cái clip trước, chúng ta đã thấy những cái clip hướng dẫn cái ý thức hệ lòng dân. Chắc chắn rằng một góc nào đó nó sẽ là cái vấn đề nặng nề cho quý vị khi đi cùng với bản tin. Thì kể từ ngày hôm nay, Trần Vũ Anh Bình sẽ luôn có cái sự thay đổi xen kẽ giữa những bản tin là những cái clip về ý thức hệ lòng dân. Mong rằng là mọi người sẽ nhẹ nhàng khi đi cùng bản tin thường ngày từ Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Và cũng vì một cái vấn đề rất là quan trọng ở đây, vì Bình vẫn còn ở trong quốc nội và những cái không gian mạng của Tuổi Trẻ Yêu Nước quốc nội luôn bị nhà cầm quyền cộng sản kiểm soát, và họ có những cái kỹ thuật toán để che chắn khi mà mọi người muốn tương tác trên không gian Facebook hoặc là kênh YouTube thì sẽ không tìm thấy được những cái tin tức từ Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Nhưng mà vì bản thân Bình ở trong quốc nội và cũng không thể nào vượt qua được cái sự kiểm soát của họ, nên chính vì thế mình buộc lòng mình cũng phải sống theo cái cơn bão này thôi, thưa quý vị. Cũng mong rằng quý vị thông cảm khi mà bản tin nó có đến hơi trễ so với quý vị. Vâng, trở về với bản tin ngày hôm nay, Trần Vũ Anh Bình mới mời quý vị đi cùng tác giả Cà Phê Cô Búa để nghe bài viết
Bò Đỏ, Trần Thế Trung. Vâng, xin điểm tin này cùng với phát thanh viên Hoa Chi. Bò Đỏ, Trần Thế Trung vô địch Olympia, đừng quá khắt khe. Một bài viết của Cà Phê Cô Búa. Trước tiên xin chúc mừng bạn Trần Thế Trung đã trở thành nhà vô địch lần thứ 19. Melbourne đang chờ đợi bạn đến học, và Úc đang nóng lòng chờ bạn nhập tịch. Bây giờ xin vô vấn đề. Mới lên đỉnh thì các trang phản động và một số bạn lại đăng thông tin về cậu ta. Các fanpage của nhóm yêu nước, yêu đảng thì lại sung sướng ca ngợi thành tích này. Sau đây là những điều bạn cần biết về chàng trai này. Trần Thế Trung sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, quê hương của Hồ Chủ tịch. Cậu ta học trường chuyên Phan Bội Châu. Có cha là sĩ quan quân đội nên từ bé đã ý thức thế nào là yêu nước, yêu đảng. Trên Facebook thì cậu ta là thành viên của các diễn đàn nổi tiếng như chống phản động. Cậu ta rất yêu Bác Hồ, đảng và tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng rực sáng trong tim. Nhưng tôi nghĩ mọi người hơi quá khắt khe với bạn ấy. Bây giờ hãy nhớ lại khi mình 17-18 tuổi đi. Lúc đó tư tưởng của các bạn ra sao? Tôi cá là ít nhiều cũng tương tự. Lớn lên với mái trường chủ nghĩa xã hội thì gần như tất cả đều bị nhồi sọ như nhau. Chỉ số ít là được khai sáng để trở thành những phản động, nhưng phần đông thì vẫn coi đảng là chân lý. Tôi không trách bạn ấy, vì trước đây tôi cũng đã từng lên nhật ký yêu nước chửi, bị nhồi nhét vào đầu từ nhỏ tới lớn, thì một con người cho dù có khôn cỡ nào cũng thành đần độn. Chỉ khi nào họ ra khỏi khuôn khổ đó thì mới cải thiện bản thân, như con ếch ra khỏi đáy giếng, hay con cá bơi ra khỏi ao làng. Cho nên hãy để Trung ra đi, học tập và khám phá. Nước Úc sẽ ít nhiều thay đổi con người và tư tưởng của bạn ấy. Đừng quá cực đoan và khắt khe với bạn ấy. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc nhở lại những phát thanh viên đi cùng với bản tin từ trại Unit News thường nhật là những tên của các nhà tù Bình cũng như là các anh em đã đi qua. Chính vì thế, Hoa Chi thì ở đây có cái sự thay đổi nhẹ nhàng để cho nó hợp với cái tính cách nữ phát thanh viên hơn. Hoa Chi là Chí Hòa. Vâng, nơi đây thì chắc chắn những ai như là chú Điếu Cày, Trung Vũ Anh Bình thì và một số anh em nữa cũng đã đi qua cái không gian này rồi. Vì nơi đây là một cái nhà tù rất là khét tiếng từ bấy lâu nay. Và đây cũng là một trong những cái mà Bình luôn có đầy cái kỷ niệm với những anh em tù thường phạm. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà Bình luôn đặt để những tên tuổi của các phát thanh viên là tên của nhà tù để hợp với cái phong cách là một cái kênh truyền tải thông tin của các tù nhân lương tâm. Vâng, thì bản tin tiếp theo cũng nói đến một tù nhân lương tâm của chúng ta, đó là Nguyễn Văn Hóa. Vâng, có lẽ rằng là trong cái vấn đề sinh hoạt của Hóa nó có cái sự trục trặc ở đây, nên rằng là Hóa tìm mọi cách để mà truyền tải thông tin ra ngoài. Vì thế xin mời quý vị đi cùng nguồn tin từ Voa để nghe tâm tư gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa nói về cái cuộc sống của anh nơi không gian biệt giam. Vâng, xin điểm tin cùng với phát thanh viên Phước An. Theo nguồn từ RFA được đăng vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, tù chính trị trẻ Nguyễn Văn Hóa, người đang thụ án 7 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, lên tiếng tố cáo anh bị một cán bộ quản giáo thuộc phân trại K1, trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam dọa cắt gân chân hồi tháng 7 trong thời gian bị giam riêng. Bà Nguyễn Thị Huệ sau cuộc thăm gặp em trai mình hôm 20 tháng 9 năm 2019 nói với Đài Á Châu như sau. Vào thời điểm tháng 7, khi mà Hóa đang ở bên K1 thì có cán bộ ở đây cũng có hành động dọa nạt, đòi cắt gân chân của Hóa. Giam riêng thì Hóa có nói bị ở một mình trong phòng từ 15-20m². Trong phòng họ giam cả ngày lẫn đêm, vệ sinh và ăn uống đều ở trong phòng giam riêng. Cũng theo chị gái của Nguyễn Văn Hóa, trong thời gian 4 tháng,
bị giam riêng biệt. Anh bị nhốt hoàn toàn trong phòng, không được phép ra ngoài hít thở khí trời như những người khác, đồng thời có camera theo dõi mọi sinh hoạt 24/24. Phóng viên gọi điện thoại cho trại giam An Điền theo số điện thoại được phổ biến trên Internet, nhưng không thể kết nối. Theo người tù bị tuyên án về an ninh quốc gia này, anh mong muốn được gia đình xem xét kháng cáo lên ban giám đốc thẩm vụ án của mình. Nguyễn Văn Hóa cũng đồng thời đề nghị đại diện các sứ quán của các nước phát triển đến thăm tù nhân lương tâm đang thụ án tại đây, với mong muốn nói lên nguyện vọng chính đáng cũng như thực trạng giam giữ các tù nhân nơi này. Anh Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995, là phóng viên cộng tác với Đài Á Châu Tự Do ở Việt Nam. Anh là người tích cực đưa tin phỏng vấn những người dân ở vùng chịu thảm họa môi trường do Formosa gây nên hồi năm 2016. Đầu năm 2017, Hóa bị công an bắt giữ khi đang quay phóng sự gần khu vực tòa án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trong một bức thư gửi cho gia đình, anh nói mình bị công an bắt cóc 9 ngày và giam giữ trong một khách sạn, sau đó mới có lệnh bắt chính thức. Đến ngày 27 tháng 11 cùng năm, anh bị tuyên án 7 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Vâng, thưa quý vị, như chúng ta cũng đã được biết rằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản đã có những cái ngôn từ làm cho người dân Việt Nam chúng ta rất là khó chịu, và ngay cả cái thể chế cầm quyền độc đảng Cộng sản này cũng khó chịu không kém phần người dân chúng ta. Vì thế, một lần nữa, Châu Vũ Anh Bình mới mời quý vị đi cùng với tác giả nhà báo Nguyễn Hiền để nghe tâm tư của anh qua bài viết sau tuyên bố của Cảnh sản. Vâng, điểm tin cùng với phát thanh viên Hoa Chi. Những diễn biến kỳ lạ sau tuyên bố của Cảnh sản, bài viết của tác giả Nguyễn Hiền. Sau tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản tại cuộc họp báo định kỳ hôm thứ Tư, trong đó bác bỏ các cáo buộc của Việt Nam, theo đó nói tàu nghiên cứu Trung Quốc đã xâm phạm quyền tài phán của Hà Nội ở Biển Đông, đã có những diễn biến khó hiểu nhưng thể hiện phần nào sự lấn lướt của Bắc Kinh trong vấn đề thuộc bãi tư chính. Hoãn tọa đàm, đến tắt AIS. Đầu tiên, buổi tọa đàm khoa học vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 9 đã bị hoãn lại theo tuyên bố ngày 20 tháng 9 của tiến sĩ luật sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kinh tế Việt Nam. Lý do vào chiều ngày 19 tháng 9, Viện nhận được công văn số 77 của Liên Hiệp Hội với nội dung như sau. Theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, để có thời gian chuẩn bị và tọa đàm tốt hơn, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam yêu cầu Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển lùi thời gian tọa đàm trên sau ngày 5 tháng 10 năm 2019. Mặc dù theo Facebooker Nguyễn Đức, buổi tọa đàm khoa học vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế đã có kế hoạch từ lâu với sự chuẩn bị rất chỉnh chu, có sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín. Tiếp đó, trong một chia sẻ ngày 21 tháng 9 của dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết, vào lúc 11h30 ngày 21 tháng 9, gần như toàn bộ nhóm hải dương địa chất 8 đã biến mất khỏi bản đồ AIS 2 tiếng đồng hồ. Chỉ còn mỗi tàu hải cảnh 31302 là vẫn có thể theo dõi được qua vệ tinh. Và theo đánh giá của nhóm này, đây không phải là lần đầu tín hiệu AIS của tàu hải dương địa chất 8 bị đứt đoạn, nhưng chưa bao giờ lâu như thế này và đồng thời nhiều tàu một lúc. Một sự kiện liên quan đến bật tắt AIS vệ tinh chính là vào tối ngày 20 tháng 9, tàu hải cảnh 3501 bật tín hiệu AIS đúng một lần, cho thấy dường như nó đang rời đá chỉ thập hướng về biển Việt Nam. Và cũng vào tối ngày cùng ngày, tàu hải cảnh 3308 cũng hiện diện trên bản đồ AIS cách giàn khoan Hakuri 5 hải lý. Theo nhóm này, có 3 lý do để Trung Quốc tắt AIS. Một là nhóm tàu Trung Quốc tắt AIS để dễ bề gây hấn. Hai là Trung Quốc sợ dư luận Việt Nam không còn giữ tiếp được kiên nhẫn và gia tăng tiếng nói lên chính phủ Việt Nam, nên sau khi biết chắc Việt Nam sẽ không công khai tin tức thì Trung Quốc cũng tắt AIS để gây khó khăn cho việc theo dõi của cộng đồng Việt Nam và quốc tế.
và 3 là nhóm tàu Trung Quốc âm thầm rút về. AIS là một hệ thống thông tin liên lạc hỗ trợ giúp hàng hải, cho phép các tàu trao đổi những thông tin về nhận dạng vị trí, hướng, tốc độ với nhau hoặc trao đổi với các trạm trên bờ. Và nhờ những thông tin của AIS mà người dân Việt Nam đã biết rõ hơn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh hải tại bãi T9 của Bắc Kinh, trước khi nhà nước Việt Nam lên tiếng chính thức. Trước đó vào ngày 17 tháng 9, Bắc Kinh đã điều tàu Sasa 2 Hao, Tam Sa số 2 đến quần đảo Hoàng Sa để thực hiện kiểm soát các khu vực mà Bắc Kinh cho rằng đó là vùng tranh chấp. Và tàu này có lượng giãn nước hơn 8.000 tấn, đi được 6.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu và chở tới 400 người. Vai trò của đá chữ thập tối đa hóa lợi ích Bắc Kinh, hoạt động của bãi T9 và sự rút ra đưa vào của đội tàu hải cảnh của Bắc Kinh cho thấy tầm quan trọng của đá chữ thập. Một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết quần đảo Trường Sa, nằm cách biệt về phía tây nam của cụm Nam Yết và về phía đông bắc của cụm Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ đầu năm 1988 đến nay. Từ cuối năm 2013 đầu năm 2014, phía Trung Quốc tập trung tối đa người, phương tiện để cải tạo mở rộng đá chữ thập thành quần đảo nhân tạo lớn nhất quần đảo Trường Sa. Hiện tại căn cứ chữ thập đã hoàn tất với cụm 7 nhà lớn ở khu vực trung tâm, cao 5-6 tầng và 30 công trình nhà trung bình nhỏ khác. Một đường băng sân bay dài hơn 3.000 mét, rộng 50 mét, phục vụ các loại máy bay vận tải dân dụng, quân sự, du lịch loại nhỏ cất hạ cánh. Các đài chỉ huy không lưu, tháp radar không lưu và khoảng 30 nhà máy bay dọc đường băng. Ngoài ra, căn cứ này còn có các công trình hiện đại như tháp hải đăng, tháp điều độ cảng, tháp viễn thông thu phát sóng 4G, tháp radar tối không đối hải, hệ thống liên lạc vệ tinh, sân vận động trung tâm, trạm quan trắc hải dương, trạm lọc nước biển, bệnh viện tiêu chuẩn cấp 2. Đặc biệt, tại đá chữ thập phía Trung Quốc xây dựng hệ thống công trình ngầm rất lớn và 9 cầu tàu đảm bảo đón nhận tàu trọng hải vạn tấn. Bắc Kinh tiếp tục quấy rối tại bãi T9 của Việt Nam trong thời tiết tốt. Và khi thời tiết biến động hay dầu của đoàn tàu sắp cạn, thì nhóm tàu cũng chỉ mất nửa ngày để tới đá chữ thập trú đậu an toàn. Hiến quốc nội 2019. Tiêu chí đề cử. Tiêu chí thứ nhất, có những hoạt động cụ thể thúc đẩy quyền con người trong năm, không chỉ là viết bài mà là hoạt động cụ thể. Tiêu chí thứ hai, những người đã được giải quốc tế năm 2019 không được đề cử. Tiêu chí thứ ba, chỉ tính ở ngoài, không tính những người còn trong tù. Riêng cựu tù nhân lương tâm thì vẫn tính. Tiêu chí thứ tư, chỉ đề cử những người đang sinh sống tại Việt Nam. Vâng thưa quý vị, cái mấu chốt ở đây là nói thì cứ việc nói, nhưng mà cái sự phán quyết ở đây của cộng đồng quốc tế sẽ đi khác một trời một vực. Chính vì vậy mà đôi lúc nhìn một cái diện rộng hơn thì chúng ta thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn luôn im lặng. Và đôi lúc họ có những cái động thái là họ chỉ đích danh phía Trung Quốc đã sai phạm những cái vấn đề xảy ra tại lãnh hải hoặc là lãnh giới của Việt Nam chúng ta. Vì thế mà chúng ta cũng đã thấy rằng là có những cái bước họ chuyển dừng để mà họ muốn tách rời khỏi Trung Cộng và họ sẽ đi chệch hướng sang tư bản. Nhưng mà nói là nói như vậy thôi, còn ở hiện tình đất nước hiện nay, họ vẫn ra sức đàn áp và bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Thì cái màu sắc dân chủ cho Việt Nam nó vẫn còn rất lâu, vì cái ý thức hệ của người Cộng sản muốn thay đổi được thì khó lắm thưa quý vị. Vì vậy mà thôi, quá nặng đi quý vị ạ. Chúng ta hãy nghỉ giải lao để đi cùng chuyên mục quảng cáo cho nhẹ bớt những cái tâm tư khi nhìn về hiện tình đất nước. Vâng, xin mời quý vị.
hải sản biển sạch tươi ngon từ cô tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị hãy nhấc máy kết nối với chị để có được một bữa ăn với gia đình hợp túi tiền và tốt cho sức khỏe. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Light Cà Phê. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Lai Nguyễn. Đặc sản miền sông nước sẽ quay quần bên gia đình bạn nếu có được sự kết nối với Facebooker Nguyễn Thị Kim Liên. Chắc chắn bạn sẽ tận hưởng hương vị quê hương hợp khẩu vị cùng với từng người thân trong gia đình. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tay luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ân ý và hợp túi tiền. Fresh Bakery em ngọt ngào là loại bánh đậm đà chất lượng cũng như hương vị. Xin quý vị liên hệ với Facebooker Huỳnh Phương Ngọc để có được những sản phẩm thật ân ý và hợp vệ sinh. Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up lên Facebook Live. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Dầu phòng Chiêu Cafe Book Garden và Chiêu Homestay là một địa chỉ để bạn lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Các bạn hãy đến tham quan để tận hưởng sự phục vụ từ Chiêu Coffee. Người đẹp vì lụa, quê hương đẹp vì lòng yêu nước. Sự cường thịnh của quê hương kết tinh trên những chiếc áo đấu tranh khẳng định tầm nhìn của một con dân Việt. Hãy kết nối với Facebooker Ngô Thứ để chúng ta cùng hãnh diện vì lòng yêu nước. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư bản tin tuổi trẻ yêu nước a@protonmail.com. Vâng, mến chào quý vị đã trở lại bản tin ngày 25 tây tháng 9 2019. Và trước khi đi tới cái bản tin thì Bình xin được cập nhật phiên đấu giá cái chiếc áo mang tên Bình và số 7 bẻ gãy tuổi trẻ tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình. Vâng thưa quý vị, đến 0 giờ ngày 24 tây tháng 9 2019 thì nick Facebooker Hoàng Bảo vẫn chiếm trệ ở vị trí đầu tiên cho cái mức giá đấu là 4 triệu đồng với cái chiếc áo tên Bình số 7. Vâng thưa quý vị, một lần nữa thì cũng cảm ơn tấm lòng của anh Hoàng Bảo. Cho tới ngày giờ này thì chưa ai có cái nỗi lòng hơn anh với cái giá là 4 triệu anh đưa ra. Và mình cũng xin được cập nhật những cái thông tin từ tấm lòng vàng của các anh chị em Bắc Trung Nam đã gửi về xoay quanh cái phiên đấu giá chiếc áo thi đấu của đội bóng Anh Manchester United. Vâng, anh Trần Vang, anh đã góp vào 500.000. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã thấy nhà tư vấn tâm lý Lê Bảo Nhi, chị cũng đã ủng hộ cho 500.000. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Và còn đó, những cái nỗi lòng ở phía ngoài Bắc, anh Huỳnh Ngọc Trên cũng đã gửi cho chúng ta đi với nỗi lòng yêu nước của tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình, 500.000. Vâng, trở về Sài Gòn một chút thì chúng ta cũng đã thấy nhạc sĩ Huỳnh Thu Vân, chị cũng đã đến với nỗi lòng yêu nước của Huỳnh Đức Thanh Bình, 500.000. Vâng, một người bạn trong giới nghệ sĩ, anh Tuấn Khanh, vâng, anh cũng đã gửi nỗi lòng mình cho tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình, 500.000. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã thấy
thời gian trước thì một hot girl rất là xinh đẹp ở tại Sài Gòn và luôn là một cái điểm để chúng ta nhìn chị với cái con mắt cảm phục và trân quý chị hơn. Vâng, hot girl, hot Facebooker Võ Hồng Ly, vâng, chị đã góp vào quỹ 1 triệu. Vâng, cảm ơn chị Võ Hồng Ly rất nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có một người bạn cụt tù với Bình cũng đã gửi cho cái quỹ 1 triệu. Vâng, xin được giấu tên vị này. Vâng, cảm ơn cụt tù nhân lương tâm rất nhiều. Bên cạnh đó thì hôm qua chúng ta cũng đã thấy những cái thông tin Bình đưa lên Facebook là chị Bảo Khánh, anh Đoàn Kim trực thuộc của đài Radio VSR cũng đã thổn thức cái lòng mình khi nhìn về quê hương đất nước, và anh chị đã gửi đến cho cái tấm lòng vàng đặc biệt là dành trọn cho tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình 200 Úc Châu. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Tấm lòng vàng của quý vị đã thể hiện được cái nỗi lòng mà Bình khó có thể nào mà Bình suy diễn ra được. Hôm nay quý vị đã quay quần nơi đây để tạo ra một cái giải đặc biệt dành cho thí sinh bất đắc dĩ Huỳnh Đức Thanh Bình qua phiên đấu giá chiếc áo thi đấu của đội bóng Manchester United. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bình bây giờ là Bình cảm thấy rất là hạnh phúc và vẫn còn đó thời gian để cho chúng ta, những ai nhìn về hiện tình đất nước, những ai luôn yêu mến Huỳnh Đức Thanh Bình, một người trẻ đã bị nhà cầm quyền cộng sản đặt để cho những cái bản án bất công, thì vẫn còn thời gian cho quý vị để những cái giá rất là yêu thương cho cái chiếc áo thi đấu này. Vâng, Bình chưa bao giờ mặc, đây vẫn còn cái mạng như thế này thưa quý vị. Vâng, thì trở về với bản tin ngày hôm nay, một lần nữa thì Trường Vũ Anh Bình mến mời quý vị đi ngang qua tầm nhìn của Facebooker Nguyễn Thùy Dương để nghe chị nói về nét chữ ta nơi thiên đường. Vâng, xin điểm tin cùng với phát thanh viên Phước An. Chính quyền ta, luật đất đai của ta, phát triển kinh tế của ta, mũi nhọn ta, doanh nghiệp ta. Bài viết của Nguyễn Thùy Dương. Long Tân đêm qua, vừa lòng chính quyền, đẹp lòng doanh nghiệp, nát lòng người dân. Trong khi quốc hội đang bàn về luật thanh niên thì cướp đất bắt đầu nổ ra ở Long Tân, Đồng Nai. Quyết định quy hoạch được ký tại thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Doanh nghiệp nhận đất có liên quan tới BIDV. Cướp đất đâu phải dừng lại ở thời 3X trở về trước, nó có ngày hôm nay và tinh vi hơn. Lột xác, sáng nay chính quyền huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai thực hiện cưỡng chế nhà dân Long Tân. Họ đã bị giật mình vì độ am hiểu pháp luật của người dân, những người mà trước đó chỉ biết khóc, biết sợ áo xanh ghế nhà, biết ra vào cam chịu. Thật ra cách đây 5 ngày khi tôi đang sắp mặt với bánh trung thu, tôi đã nhận được lời cầu cứu từ họ. Tôi không vội viết status ngay. Thay vào đó, tôi đọc kỹ hồ sơ và phổ cập kiến thức đất đai cho người dân. Tôi cho họ biết họ có những quyền gì, họ được làm gì cho đến sai phạm của chính quyền Nhân Trạch, Đồng Nai, cụ thể tại xã Long Tân. Kết quả là hôm nay, người dân đã có thể thẳng lưng không sợ áo xanh dõng dạc trả lời và nêu lên được sai phạm của cơ quan pháp quyền. Họ đã biết không có phương án đền bù, không có quyết định thu hồi đất mà ra quyết định cưỡng chế là phạm luật. Nếu vẫn ngoan cố thực hiện cưỡng chế là phá hoại tài sản công dân. Dân đã lột xác. Đó là trận chiến của người dân bảo vệ tài sản và lấy lại quyền lợi của mình. Còn trận chiến của tôi là phổ cập luật đất đai và góp phần thay đổi luật đất đai, phải không các vị tại văn phòng thủ tướng? Đối với tôi, nỗi đau của dân không phải là thứ tạo nên độ hot của bản thân. We'll be right back.
Vâng thưa quý vị, nếu như đi trên cái con đường chúng ta có một người bạn luôn song hành thì chắc chắn rằng đích đến của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Dù rằng nó có gian truân cực khổ bao nhiêu thì Giải Công Hiến 2019 luôn mong muốn quý vị hãy nhanh tay chọn ra những ai mà quý vị thấy họ đã góp sức cho cái công cuộc đấu tranh Việt Nam dân chủ, nhân quyền và tự do. Thì quý vị xin liên hệ với nick Facebook Nguyễn Đại, hoặc là cứ đưa vào những cái bản tin của Tuổi Trẻ Yêu Nước News, hoặc là nick của Trường Vũ Anh Bình đây. Quý vị cứ comment tên và nói ra là vị này là xứng đáng để được đề cử Giải Công Hiến 2019. Thì ban tổ chức họ sẽ có những cái phương cách cập nhật rồi gửi những cái thông tin lên trên truyền thông Facebook cũng như là YouTube để chúng ta khơi gợi cái lòng yêu nước đến với quốc dân. Vâng, trở về với bản tin ngày hôm nay thì Trường Vũ Anh Bình mến mời quý vị đi ngang qua tầm nhìn của nhà báo Dương Hoài Linh. Vâng, xin điểm tin cùng với phát thanh viên Nam Hà qua bài viết Vì sao dân Việt Nam vô cảm. Xin gửi đến quý cô chú anh chị bài viết Vì sao người dân Việt Nam vô cảm qua ngòi bút của Dương Hoài Linh. Vô cảm là thái độ thờ ơ, bàng quan, không cảm xúc với tất cả các vấn đề chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục diễn ra xung quanh mọi cá thể con người. Đây là một khái niệm được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, khi đất nước Việt Nam đang đi dần vào giai đoạn cuối của một biến động xã hội mang tính lịch sử. Câu hỏi đặt ra là, tại sao người dân các nước dân chủ là ít vô cảm hơn người dân các nước độc tài? Xin tạm thưa rằng, sự khác nhau đến từ một bên đang sống trong thân phận một ông chủ và một bên sống trong thân phận kẻ nô lệ. Khi bạn làm chủ một đất nước, bao giờ bạn cũng được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Nền giáo dục đó hướng bạn đến những giá trị nhân bản của con người, kêu gọi bạn đồng cảm để bảo vệ đất nước, bảo vệ môi trường và hoàn cảnh xã hội mình đang sống. Bởi vì khi bạn bảo vệ những gì xung quanh bạn là chính bạn đang bảo vệ mình. Ngược lại, khi bạn mất quyền làm chủ đất nước, thì giáo dục của chế độ độc tài chỉ chú trọng đến việc định hướng bạn bảo vệ đảng, nhà nước, lãnh tụ và các giá trị mang đến sự đặc quyền cho lực lượng đang cai trị bạn. Nền giáo dục ấy không hướng đến cái cốt lõi là lòng nhân, mà dùng hận thù bạo lực để bảo vệ chế độ. Sống trong môi trường ấy, trái tim của bạn sẽ trở nên chai lì cảm xúc, ít khi có lòng vị tha và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn xã hội, chứ không chấp nhận sự đối lập. Một thực tế rõ ràng là do chịu ảnh hưởng của hai nền giáo dục khác nhau, nên các vụ trọng án như giết người đáng gây sợ ở trên hai miền Nam Bắc Việt Nam cũng khác nhau. Và người miền Nam đa cảm hơn người miền Bắc. Đó là một sự thật không hề phân biệt vùng miền ở đây. Một yếu tố quan trọng nữa đó là người dân vô cảm là để tự bảo vệ mình. Dân tộc Việt Nam xưa nay sống chan hòa, giàu tình cảm. Điều đó xuất phát từ một nền sản xuất nông nghiệp, canh tác trong phạm vi nhỏ với văn hóa làng xã. Nếp sống bà con xa láng giềng gần đã ăn sâu trong các tập tục của người Việt chúng ta. Nhưng sự cầm quyền của một chế độ độc tài đã dần dần làm thay đổi nền văn hóa đó. Trong một chế độ không có pháp trị, không ai cao hơn luật, thì những người đa cảm hay can thiệp vào chuyện bất bình xã hội lại là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Các hiệp sĩ đường phố trở thành công cụ của chế độ, nhưng bản thân lại không có được một cơ chế để bảo vệ bản thân. Thành ra, con người nảy sinh tâm lý không nên mua dây buộc mình, bởi họ thấy rằng khi can thiệp vào chuyện xã hội thường bị trả thù, mà luật pháp của chế độ độc tài không hề bảo vệ được mình. Trong khi đó, dưới các chế độ dân chủ pháp trị, người dân tin rằng công lý luôn tồn tại và lòng tốt bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng. Đối với các vấn đề chính trị lớn lao của đất nước, tầng lớp trí thức đa phần là vô cảm. Bởi họ cho rằng mình quá nhỏ bé so với 95 triệu dân cả nước, không có sự đóng góp của mình thì cũng chẳng sao cả. Đất nước này sẽ vẫn sa sút
hoặc có tiến bộ thì đã tiến bộ lâu rồi. Một người suy nghĩ như vậy thì không sao. Tuy nhiên, khi hàng triệu người cùng suy nghĩ như vậy thì đã khiến cho đất nước này thành một tập thể không ai dẫn dắt. Khi người dân thường không có tầng lớp trí thức khai sáng, thúc đẩy, tạo ra động lực bên tai, thì họ cũng buông xuôi. Tốt nhất là việc của ai, tai họa đến với ai, người đó ráng mà chịu. Họ chỉ tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát rồi thôi. Có khi sự vô cảm lại đến từ tâm lý đổ thừa cho chính quyền. Họ không hề biết cái gốc của vấn đề là dân nào chính quyền đó. Chính quyền xấu xa, thối nát là do dân buông thả để mặc cho nó hoàn thành. Từ tâm lý này nên mọi việc tai ương tai họa trong thể chế độc tài, dân cứ việc lôi đầu chính quyền ra chửi, đồng thời khoanh tay đứng yên chờ chính quyền giải quyết. Khi chính quyền bó tay thì họ lại bất lực không tìm cách thay một chính quyền khác, bởi tâm thức nô lệ tôn sùng một chính quyền đã ăn quá sâu vào họ. Do vậy, có thể nói rằng căn bệnh vô cảm ở các nước như Trung Quốc và Việt Nam ta đã là một căn bệnh mãn tính. Mới đây ở Trung Quốc có hàng nghìn trẻ em bị tiêm vaccine giả, gây ra biết bao cái chết, những biến chứng lâu dài. Mỗi ngày tại Trung Quốc có hàng ngàn trẻ em bị bắt cóc, bị mổ lấy nội tạng. Thế nhưng mà một khảo sát cho thấy rằng dân Trung Quốc chỉ ngạc nhiên giây lát và sau đó lại xem đó là điều bình thường. Trong khi ở Mỹ, trong các vụ xả súng, bao giờ thầy cô giáo cũng hy sinh thân mình để bảo vệ bọn trẻ trước tiên. Và Việt Nam chúng ta rồi cũng thế mà thôi, vì đất nước này cũng đang sống trong một thể chế độc tài. Vâng, thưa quý vị, một quốc gia có cường thịnh hay không thì chúng ta phải suy xét chủ yếu là nền kinh tế. Vì thế mà bản tin tiếp theo Trần Vũ Anh Bình mới mời quý vị đi qua tầm nhìn của nhà báo Trần Hùng để nghe sự phân tích của anh về Trung Quốc qua bài viết Kinh tế Tàu Cộng đang sụp đổ hệ thống. Vâng, xin điểm tin cùng với phát thanh viên An Điềm. Tuổi trẻ yêu nước News gửi đến quý vị bài phân tích của Trần Hùng với nhan đề Kinh tế Tàu Cộng đang sụp đổ hệ thống. Nền kinh tế Tàu Cộng sẽ phủ đầy những gam màu tối đen hơn cái tiền đồ của chị dậu. Lúc Ngô Tất Tố cho Nghị Quế tắt đèn bởi vì 1. Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ, Mexico, Canada viết tắt là USMCA sẽ phải thông qua trong tháng 9 này. 2. Mỹ, Nhật, Ấn, Úc sẽ có những hiệp định thương mại song phương theo nguyên tắc có đi có lại trong thời gian sớm khi các nguyên thủ sẽ gặp mặt trong tháng 9 này. 3. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải tiếp tục hạ lãi suất theo kỳ vọng của Tổng thống Donald Trump để kích thích sản xuất tại nước Mỹ. 4. Trung Đông chuột sâu vào căng thẳng mà khả năng sẽ có một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở cấp độ vừa phải đánh vào Iran do Ả Rập Saudi và Israel xung kích, còn Mỹ chỉ đóng vai trò hậu tuyến. Điều này sẽ đẩy Tàu Cộng chính thức rơi vào cơn khát dầu mỏ. 5. Khi Tàu Cộng rơi vào cơn khát dầu mỏ, buộc lòng nó phải gia tăng cướp dầu ở Biển Đông, nơi mà tứ giác kim cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc đang giăng sẵn bẫy trong. 6. Điểm nóng Hồng Kông luôn gia tăng nhiệt độ, cái gai Đài Loan mọc ra tua tủa, kéo theo các khu tự trị rục rịch chuyển mình. 6 tiêu điểm bất lợi trên cho Tàu Cộng sẽ là lục bản mộc, 6 tấm gỗ, tạo thành cái quan tài bọc sát nền kinh tế Tàu Cộng. Điều này hoàn toàn xảy ra mà những ai có kiến thức trung cấp về kinh tế cũng không khó nhận ra. Tuy nhiên, kinh tế sụp đổ sẽ chưa quật đổ Tàu Cộng, vì bản chất hiếu sát của tộc Hán hoàn toàn khác với La Sát Nga. Vì vậy, sẽ có những cuộc đàn áp, ngõ hầu dập tắt các cuộc khởi loạn xảy ra ngay trong lòng Trung Hoa lục địa, để cuối cùng đi đến kết cục một thời kỳ quân phiệt mới được tái hiện tại Trung Hoa lục địa như thời kỳ những năm 1916 đến 1928. Các chóp bu Tàu Cộng và các thủ lãnh nhân dân
sẽ lại chia nhau cai trị tại các khu vực Tứ Xuyên, Sơn Tây, Thanh Hải, Ninh Hạ, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Cam Túc và Tân Cương. Đài Loan sẽ là một quốc gia độc lập, Hồng Kông sẽ là một tân tiểu quốc được khai sinh. Nghe có vẻ mơ hoang, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra khi những dấu hiệu là điều kiện cần và đủ đã dần phát lộ rõ nét ngay tại Trung Hoa lục địa vào lúc này. Bằng chứng là việc Việt Cộng đã đánh hơi và đang gia tăng tiến trình ve sầu thoát xác thông qua những tổ chức chim mồi do chúng đẻ ra. Vâng thưa quý vị, trước khi nói lời chia tay cho bản tin ngày hôm nay thì Trực vụ Anh Bình mến mời quý vị đi qua không gian âm nhạc để thưởng thức tiếng hát của tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình qua nhạc phẩm Nhớ Mẹ. Vâng, đây là một bài viết của tướng Lê Minh Đảo khi ông bị bắt sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cũng rơi vào một những cái không gian u uất buồn thảm. Vì thế mà nỗi lòng của tướng Lê Minh Đảo lại thốt lên trong cái không gian ấy là hình bóng của người mẹ. Vâng, xin quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát nghẹn lòng tù nhân lương tâm Huỳnh Đức Thanh Bình để nói lời chia tay cho bản tin ngày hôm nay. Trường Vũ Anh Bình xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai nếu chúng ta có duyên. Bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu, không gian dần dần như sấm đinh, gió về ngọt ngào như tiếng đất, còn đâu mà làm hoa gấm thơm làn tóc. Giang từ nghìn năm toàn tông con sống trong lòng kiếp sống lâu đời, hàng đêm con nghe thương tiếng xót xa đắng cay dần ngạt tháng ngày. Chẳng sao tình yêu hay dối trá, đêm trời hiền hòa ai đốn phá, và đêm thề lưng che kín nơi sâu này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con trai dân ngạt tháng ngày,
chẳng sao tình yêu hay dối trá, đừng chờ hiền hòa ai đứng pha, và đừng thề lưng che kín lối sông này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con trai mãi trông cầu.